dẫn nó qua bên kia cho thấy hoa sen kìa ba. Ba đứng lên, vỗ tay, vỗ tay. Giỏi nè, ăn miếng đi, ăn miếng đi ba. Ba dẫn con qua coi bóng súng nào. Nè, đây đi qua đây coi súng nè. Cởi cái quần ba. Qua đây coi súng nè, bà ổng qua đây coi súng nè. Này, coi coi hoa, hoa sen, hoa sen, hoa súng. Rồi rồi khoan khoan, em dịnh nó cái anh đeo ngược cái ba lô lại coi. Nghe chung chung nè, chung chung đỏ nè. Đó. Cá đâu chỉ ba coi. Nam 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 hai con chuồn chuồn rồi. Đây 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 con chuồn chuồn này con. Đó, thấy không? Chuồn chuồn nè. Thấy không? Đâu bông sen đâu, hoa sen đâu. Hoa sen đâu? Hoa sen đâu? Đi con phải dòm đường mới được Tam ơi. Nè chuồn chuồn nè. Con chuồn chuồn đây nè, Khánh thấy con chuồn chuồn đó. Nam 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 nam. Anh im im rồi để em. Ừ cá đúng rồi. Cẩn chứ. Chị kia chị cũng lụm lụm lắm. Nam ơi có bạn kìa. Ờ, chú đó chú chụp ảnh gì kìa. Đứng dậy Nam. Bạn kìa Nam. Đó đây cũng bạn nữa nè Nam. Anh á. Ơi dậy. Ơi dậy con. Phủi tay. Ba. Lo nó đứng dậy đi. Lo nó ra khỏi cái ô cái. Ê à. Tại chỗ đó nó bị chân lo. Con lên giống bạn đi. Thằng đó nó gây dẫn rồi. Này. Sợ cũng lăn xuống. Trơn. Đó, đó. Nó thấy chưa? Nó đứng kia nó đi không được cái nó cũng biết nó bò ha. Ít nhất cũng vậy chứ. Này anh đi xuống dẫn rồi thấy không? Khác nhau.
Kìa có bạn kìa con. Chơi với thiên nhiên con thích quá hả? Tối nghệ nhà ngoài ấy. Ê, ê Nam. Hôm nắng quá thì thấy cái bóng, hay là qua cái chỗ mát đi, nhiều lúc nó cũng sáng. Đi xem nào. Dơ, ba nói dơ nè, Nam. Đúng rồi, bỏ đi. Đúng rồi. Ba nói dơ là không có đưa lên miệng. Sợ nó không bám cỏ trượt xuống.